nhà hắt lít luôn, hắt lít á. Đồ mẹ tao biết nó là chúng chích điểm mẹ á. Tao lấy lại nó vừa đó hắt thêm một lần nữa con cắt đồ má. Con gái được thẻo mất mẹ rồi mày. Đồ mẹ con trai cắt đục bỏ xuống sông rồi mày. Má dạy chơi kiểu đó đó hả? Tao nói thiệt, tao biết đứa là nhà tao chém chích điểm mẹ đó. Đồ má sàm 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 lồn hả? Mẹ tao nói vậy thôi. Con cắt đồ má. Bữa nào mà hắt lít nữa chém chích điểm mẹ đó.